Tôi đếm từ 1 tới 3, tông cửa đạp vào. Quỳnh Hữu, chị nhắc lại lần nữa, nếu em và Thành Vinh không giao nộp Eo Ly cho tụi chị thì sẽ nhận trách nhiệm đó. Chị đếm đến 3, nếu không đi ra chị sẽ phá cửa vào đó. 1 2. Đứng lại. Trời. Cô. Bác là. Chúng tôi là công an đi tuần. Xin hỏi bác có phát hiện người nào bị thương hay là xác chết nào trôi dạt vào bờ không? Dạ, mấy ngày nay tôi đi đánh bắt vòng vòng đây đâu có gặp ai đâu. Con nghĩ sao về vụ án này? Dạ, bóng ma chắc chắn là không phải rồi. Con nghĩ là vụ này có liên quan tới Mina hoặc là Tài Lì. Mina bị bắt rồi mà, làm sao có liên quan nữa chứ? Dạ đúng vậy. Nhưng mà đàn em của David ở Việt Nam không chỉ có mình Mina. Con nói liên quan tới Mina là ở chỗ này. Có thể đàn em hoặc đồng bọn của Mina đã ra tay với Ba Thăng khi mà Mina bị bắt. Ba nghĩ Tài Lì liên quan sẽ hợp lý hơn. Tài Lì và Ba Thăng là những kẻ trong giang hồ, không loại trừ khả năng chúng thanh toán lẫn nhau để tranh giành địa bàn. Dạ, cũng có thể là vậy. Vụ việc lại liên quan tới chiếc vali, và chiếc vali cũng bị bắn nát, giống như vụ Nhật Thiên. Vậy thì vụ này con nghĩ có liên quan tới Mina. Ý con là sao? Con nghĩ chiếc vali trong hai vụ đều là vali giả, nghĩa là bọn chúng đã bị lừa. Và việc bắn nát chiếc vali đó là do bọn chúng tức giận rồi nhân cơ hội đổ lỗi cho bóng ma, nghĩa là trong những vụ này bọn sát thủ đã bị bất ngờ và phản ứng như vậy. Và con cũng nghĩ không thể liên quan đến Tài Lì được, vì nếu lấy được chiếc vali đó thì bọn đàn em sẽ đem về cho Tài Lì. Không thể nào Tài Lì cung cấp mật mã cho bọn chúng để bọn chúng mở vali. Con nói có lý lắm. Tài Lì chắc chắn không dạy gì làm vậy. Vậy thì có nghĩa là những chiếc vali kia đã bị mở trước khi bị bắn nát. Và kẻ mở được chiếc vali đó chỉ có thể là David và đàn em thân cận của ông ta, như Mina chẳng hạn. Đó, tôi đã nói với cô rồi, là không có cái gì ở trong đâu. Lần trước ở trên chiếc ghe của tôi á, cô khám xong cũng đâu có thấy cái gì đâu. Rồi bây giờ tới khám nhà tôi nữa, không lẽ cô coi tôi như là tội phạm hay can phạm gì hay sao? Xin lỗi bác, đây chỉ là do công việc thôi à. Tụi con kiểm tra xung quanh xong, nếu không có gì tụi con đi luôn.
không ảnh hưởng gì tới bác đâu. Làm sao mà không ảnh hưởng được cô? Tôi hỏi cô, cách nay mấy ngày cũng có mấy chú công an tới đây khám nhà mà có thấy gì đâu. Rồi ở trên ghe tôi cô khám cũng đâu có thấy gì đâu. Rồi tới bữa nay đi khám nhà tôi nữa. Đó, làm vậy rồi bà con lối xóm người ta nhìn, ta nghĩ tôi chắc là can phạm hay là chứa chấp tội phạm gì hay sao á. Dạ bác thông cảm, đây là công việc, sẽ không có ai nghi ngờ bác đâu. Tụi con đã kiểm tra và xung quanh nhà bác không có gì khả nghi. Tụi con xin lỗi đã làm phiền bác. Chờ bác con về. Dạ cảm ơn cô. Alo, em nghe nè. Ba thằng và đàn em vừa bị khử. Cái gì? Ba thằng và đàn em bị khử hả? Ai ra tay mà ác quá vậy? Chưa khẳng định được, nhưng có thể liên quan tới Tài Lì và David ở bên Mỹ. Em chưa nghe chuyện đó hay sao mà có vẻ ngạc nhiên vậy? Dạ đâu có nghe đâu. Em ở trong nhà lão Tài suốt, đâu có ra ngoài đâu. Mà anh nói là có liên quan tới Tài Lì hả? Ừ, có thể Tài Lì có liên quan. Dạ, liên quan thì chắc đúng, nhưng mà em nghĩ không phải lão ta cho người làm chuyện đó đâu. Lần trước em đã nói với anh là David nói để lão ta xử vụ này mà. Ừ, anh cũng đang nghiêng về giả thuyết David đã ra tay trong vụ này, nhưng Tài Lì vẫn không loại trừ có khả năng nhúng tay vào hay không. Em phải quan sát thái độ của lão ta hơn thế nữa nghe. Dạ em hiểu rồi. Em cứ tưởng là David thương lượng với ba thằng, không ngờ ông ta lại ra tay giả mang như vậy. Tạm thời vẫn chưa kết luận David đã ra tay. Hiện trường để lại tờ giấy rằng chính bóng ma đã ra tay. Bóng ma? Không phải là hắn đang bị truy bắt sao? Làm sao hắn có thể làm việc đó trong thời điểm này được? Thì đó cũng chỉ là nghi vấn thôi. Anh tin kẻ đứng sau vụ này chính là David bên Mỹ. Em cũng nghĩ vậy. Nếu vậy thì anh nên nghe lén cuộc điện thoại giữa Tài Lì và lão Trùm bên Mỹ. Em đã tìm được số điện thoại mà Tài Lì dùng để gọi qua bển rồi. Vậy à? Vậy thì cho anh đi. Lát nhắn tin qua cho anh cũng được. Ok, anh cũng đang có một kế hoạch đây, nhưng để xem đã. Chào em, chúc may mắn. Dạ chào anh. Cô ngồi xuống đó đi. Cô khỏe chứ? Cô đã bị bắt vào đây rồi thì đừng cố chấp nữa. Cô hãy khai ra toàn bộ đi. Tại sao cô giết Nhật Thiên? Tôi không biết Nhật Thiên là ai cả. Vậy à? Vậy mà tôi cứ tưởng cô với anh ta thân với nhau lắm chứ. Không phải là hai người và Ellie là tay chân của David sao? Ellie đã khai hết với chúng tôi rồi, và chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng để kết luận chính cô đã giết Nhật Thiên. Cô nên khai hết đi, cô sẽ được hưởng khoan hồng của pháp luật Việt Nam. Có phải là cô sợ khai ra hết rồi David sẽ cho người khử cô? Tôi không sợ gì hết cả. Không ai có thể uy hiếp được tôi đâu. Cô nên thú thật với bản thân mình thì tốt hơn. Đối diện với cái chết thì ai mà không sợ. Nếu vậy thì sao? Thì cô nên khai rõ ràng ra, và chúng tôi hứa sẽ đảm bảo an toàn cho cô, và không ai có thể gây hại cho cô cả. Đó là điều tôi chắc chắn. Rồi sau đó tôi vẫn phải dựa cột đúng không? Nghĩa là
Tôi chỉ kéo dài thêm được thời gian sống thôi. Vậy thì cũng như nhau. Không hẳn. Nếu như cô chịu hợp tác, đó sẽ là những tình tiết giảm nhẹ cho cô. Tôi tin là cô sẽ được khoan hồng. Ông tin, nhưng tôi thì không. Nếu như cô không chịu hợp tác với chúng tôi, thì số phận của cô cũng giống như Nhật Thiên thôi. David đã qua Việt Nam và đã bắt đầu hành động. Ông đang nói dối tôi đó hả? Dối hay không thì rồi cô cũng sẽ biết. Ba Thăng, một ông trùm ở Việt Nam vừa bị giết, và kẻ bị tình nghi chính là David. Vì vậy cô phải hợp tác với chúng tôi. Chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô. Chuyển cô ta vào phòng giam. Rõ. Sao rồi, đúng vậy không? Dạ đúng như vậy. Tụi Ba Thăng và Tuấn Chó đều bị khử hết rồi. Nhà của Ba Thăng hiện nay đang bị bao vây hết, đúng không? Dạ. Em cũng không dám tới gần nữa, toàn là hỏi mấy người xung quanh thôi. Nhưng có lẽ là công an đã giữ kín chuyện này, nên em chưa thấy nói gì hết. Thôi được rồi, tụi bay đừng làm gì ồn ào, nếu không bị tình nghi dính líu tới tụi Ba Thăng đó. Dạ. 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 Alo, tôi nghe đây. Ông anh thế nào rồi, vẫn khỏe chứ? Cảm ơn ông, tôi vẫn khỏe. Còn ông thì sao? Tôi vẫn vậy. Chắc ông anh biết tôi gọi vì chuyện gì rồi chứ? Chắc chắn rồi, vụ thằng Ba Thăng chứ gì. Đúng, ông anh quả là thông minh. Hắn chết là đúng. Hắn cả gan dám vuốt râu hùm mà. Đó là cái giá nó phải trả. Chắc ông không biết, chiếc vali đó là đồ giả. Thằng Ba Thăng chết vì cái tội ngu ngốc của nó. Vậy là thằng Ba Thăng lại bày thêm trò. Thằng này không khử sớm thì không yên với nó. Chắc chắn là vậy rồi. Không riêng nó, mà kể cả kẻ phản bội cũng vậy. Kẻ phản bội? Ý ông anh là
Không, chẳng có ai cả. Tôi chỉ nói như vậy thôi. Những kẻ phản bội tôi đều sẽ chết, bất kể nó là ai. Chắc chắn là vậy rồi. Hãy xử những kẻ phản bội. À, ông anh đang ở Việt Nam thì hôm nào qua tôi cũng muốn về Lý và bàn kế hoạch tiếp theo. Cứ những kẻ dám chống lại chúng ta, như là thằng bóng ma đó. Xin lỗi ông, hiện giờ tôi vẫn đang ở Mỹ. Khi nào qua Việt Nam tôi sẽ tới thăm ông ngay. Vậy hả? Tôi đâu có biết. Tôi tưởng là bà Thăng do ông khử, nên tôi nghĩ là ông đang ở Việt Nam. Chuyện đó là do đám đàn em tôi nó làm. Tôi bận nhiều việc ở bên đây, đâu thể về Việt Nam lúc này được. Đúng rồi, bận như ông anh thì có thời gian đâu mà làm những chuyện khác. May mà ông có đàn em. Thôi, chào ông anh. Chào ông. Có chuyện gì tôi sẽ thông báo cho ông anh biết sau. Cảm ơn đồng chí. Dạ, không có gì. Chào đồng chí. Dạ, chào. Dạ, chào. Chào. Cuộc gọi của Lão Trùm xuất phát từ Việt Nam, mà hắn nói với tên Tài Lì là hắn đang bên Mỹ. Vậy là hắn chưa muốn cho Tài Lì biết hắn đang ở Việt Nam. Dạ, chắc hắn chưa tin Tài Lì, hoặc hắn cũng đang có một việc nào đó muốn bí mật làm ở Việt Nam mà không muốn cho ai biết. Đúng rồi, chỉ có thể làm chuyện đó. Con nghĩ là mình phải đẩy nhanh kế hoạch của con thôi bà. Bà đồng ý, nhưng bên cạnh đó phải tăng cường bảo vệ Ellie và bóng ma. Nhưng chưa biết David sẽ làm việc gì trước tiên. Cô thấy cháo thế nào, ngon không? Thú thật là lần đầu tiên tôi nấu cháo đó. Vậy là căn phòng em thấy ổn chứ? Vậy mà anh cứ lo là em sẽ không thích nghi được với căn phòng này. Không sao đâu anh, trong thời điểm này mà có căn phòng như vậy là tốt lắm rồi. Nó ở xa trung tâm một chút, nhưng mà được cái yên tĩnh và an toàn. Là anh thuê hả? Không, Quỳnh Hữu thuê đó. Quỳnh Hữu đâu rồi? Cậu ấy ra ngoài mua ít đồ, nhân tiện nghe ngóng tình hình luôn. Anh Vinh, chúng ta làm liên lụy đến quá nhiều người rồi phải không? Mẹ con bé Hiền, Quỳnh Hữu, rồi ông bà Tám, và cả anh trai của em nữa. Thời gian này chắc đành phải vậy thôi. Cũng may là nhờ có họ mà chúng ta mới được an toàn. Thôi em đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, em ăn thêm chút cháo đi. Anh Vinh à, anh biết tin gì chưa?
Em làm gì mà hấp tấp vậy? Sao mà không hấp tấp được? Anh đọc đi. Một tình quá sốc, nhất là thời điểm này đó anh. Xảy ra chuyện gì vậy? Ba thằng và tụi đàn em bị khử rồi. Ba thằng? Cái tên này em nghe quen quen. Lý tưởng của ông là gì? Lý tưởng hả? Chà, chú hỏi làm tôi bất ngờ quá, không biết trả lời chú làm sao nữa. Lý tưởng nhất của tôi á, bây giờ là phải làm giàu. Tại sao phải làm giàu? Thì làm giàu chứ tại sao? Lại còn hỏi ngược lại tôi nữa. Nè, chú thấy có ai mà không muốn có tiền không? Ừ thì cũng đúng. Nhưng đó, vậy thì đúng rồi. Ai cũng muốn có nhiều tiền. Có tiền là có quyền, có tiếng nói, có người phục vụ, nhất là có em út bao xung quanh mình. Còn chú sao? Cũng giống ông thôi. Thấy chưa? Chú cũng ham làm giàu như tôi thôi à. Ai cũng vậy thôi hả? Không, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng làm giàu là lý tưởng cả. Và chưa bao giờ tôi nghĩ là làm giàu cho riêng mình. Lý tưởng của tôi là làm sao cho những người xung quanh của mình bất khổ. Rảnh quá. Làm giàu cho mình đã khó rồi mà còn làm thiên hạ nữa hả? Mệt lắm. Tôi biết là như vậy. Nếu mà để tôi làm giàu một mình thì không đời nào tôi làm. Càng ngày tôi thấy giữa tôi với chú cặp khác nhiều quan điểm đó. Không biết sau này rồi sẽ thế nào. Chẳng thế nào cả. Nếu như sau này tôi với ông không còn hợp tác nữa thì đường ai người nấy đi, đừng ai phạm vào ai. Nhưng quan trọng một điều là đừng để sức mạnh tình cảm anh em lại. Tôi cũng hy vọng là vậy. Thôi bây giờ mình về đi, chứ để đứng đây một hồi anh em mình về cạo gió mệt nghỉ đó. Chú nhớ là làm gì thì làm, miễn là tình cảm anh em của chúng ta đừng có sức mẻ là được rồi. Tại sao vậy ba thằng? Nếu ông đi đúng đường thì giờ số phận của ông đâu có như vậy chứ. Ba thằng là ông trùng trong giới giang hồ, ông ta cũng dữ dằn lắm, ngang hàng với tài lì đó. Nhưng như vậy đâu có liên quan gì tới chúng ta. Tại sao anh Vinh lại trở nên như vậy? Đúng vậy, không liên quan chúng ta, nhưng mà anh Vinh thì có. Anh Vinh và ba thằng từng là chiến hữu rất thân thiết. Thôi em về nha, chị cũng nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện đã xong rồi anh? Xong hết rồi. Ellie sao rồi? Dạ, hình như là Ellie ngủ rồi anh.
Đúng ra chúng ta không nên cho cô ta biết chuyện này, biết đâu sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của cô ta. Em quên mất, em xin lỗi anh. Em có gì đâu mà xin lỗi. Trên báo chí không có nêu tên hung thủ. Em có nghe ngóng tình hình gì không? Dạ có. Em có nghe được là ở cảnh sát Ba Thăng có một tờ giấy ghi tên hung thủ. Ai vậy? Là anh đó. Bên xác Ba Thăng có ghi là hai chữ bóng ma, nhưng vì là công an không cung cấp nên báo chí không đăng. Nếu vậy là anh lại bị nghi ngờ nữa rồi. Bà đừng có buồn nữa. Bà làm vậy không khí trong nhà này nặng lắm, bà biết không? Không khí nặng thì sao chứ? Ông tự nhiên đi quan tâm tới không khí à? Bộ ông có không khí chết hả? Đúng rồi còn gì nữa. Không có nó thì ai chả chết. Bây giờ ông rảnh phải không? Bây giờ ông ngồi đây ông lý sự với tôi hả? Ông rảnh thì ông đi tìm thằng Hữu về đây cho tôi đi. Không biết giờ này nó làm sao nữa, ăn uống như thế nào nữa. Mà nó làm gì có tiền mà ăn chứ. Bây giờ nó chỉ gặm bánh mì với mì gói thôi. Bà làm gì mà bi quan vậy? Chẳng lẽ thằng bạn của nó không giúp được nó hay sao? Mà để nó gặm bánh mì với lại mì tôm. Bạn nào giúp nó chứ? Hả? Nó đang trốn công an, không có ai mà chứa chấp nó đâu, ông biết không? Lúc đó nó còn nằm trong bệnh viện, lấy đâu tiền mà ăn chứ. Bây giờ có mì gói ăn là may lắm rồi. Bà cứ nói quá, không tệ như vậy đâu. Chứ còn gì nữa, ông mà biết gì chứ. Ông có chăm sóc nó như là tôi không vậy? Thằng Hữu nhà mình nó được chăm sóc từ nhỏ tới lớn rồi, ăn uống cái gì cũng có người lo hết trơn. Tôi sợ nha, mì gói còn có nước mà nấu nữa. Chẳng lẽ nó tệ vậy? Nè, nó giống tôi chứ. Giống ông mới tệ đó. Bà nói đúng rồi đó mẹ. Thằng Hữu nó không có tệ gì đâu. Việc nấu mì gói là việc đơn giản nhất rồi, không lẽ nó không biết làm? Chứ còn gì nữa, nó giống ba con như là đút vậy đó. Con biết không, ba con á với nó được mẹ chăm sóc tận răng vậy đó. Nó y như ổng vậy đó. Ba, ba tệ vậy sao ba? Vậy mà từ đó tới giờ con không biết đó. Con đừng nghe mẹ con nói. Mẹ con đang có ác cảm với ba nên đưa ra những nhận xét không đúng đâu. Hai cha con ông tệ giống như nhau vậy đó. Con đâu có tệ như ba mà tới nỗi không biết nấu mì gói đâu mẹ. Hữu, mới về hả con? Dạ. Nè, cái thằng tệ hại, nếu mà so sánh á thì đừng đưa ba mày ra để so sánh đó nha. Thank you.
Cửa không khóa. Sao? Đã chịu hợp tác với bên chị chưa? Chị đừng có hiểu lầm. Em về đây không phải là vì chuyện của chị, mà chỉ là em không muốn ba mẹ lo lắng. Chứ không phải vì những thông tin chị báo về vụ án đó. Vì sự xuất hiện của David khiến cho Thành Vinh sợ em bị liên lụy và đuổi em về sao? Chị nghĩ như vậy à? Chứ không phải như vậy hả? Tùy chị. Chị nghĩ sao cũng được. Em chỉ biết là em về nhà, chỉ có vậy thôi. Đúng ra em nên chỉ chỗ của Thành Vinh cho chị. Những thông tin chị cung cấp cho em cũng chỉ nhằm mục đích cho Thành Vinh và Ellie biết để đề phòng mà thôi. Em biết. Và không phải chỉ có một mình chị muốn tốt cho họ, mà cả anh Hùng Lâm cũng vậy, đúng không? Nói tóm lại, em có chỉ chỗ bọn họ cho chị biết không? Câu trả lời của em đã có rồi. Em về đây chủ yếu là thăm ba mẹ thôi. Thôi được, xem như là chị đã làm tốt công việc mà mẹ đã giao rồi. Ellie, em cũng đang mệt mà, sao không nằm nghỉ thêm chút nữa? Em không sao. Hữu về rồi hả anh? Ừ, Hữu về rồi. Anh đã pha sẵn nước cam, để anh đi lấy cho em uống nha. Thôi không cần đâu, em không khát. Anh ngồi xuống đây đi, em có chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì vậy? Anh cho Hữu về là đúng lắm. Nếu Hữu ở đây, em sợ tụi mình sẽ làm liên lụy tới Hữu. Anh cũng nghĩ vậy, cho nên anh biểu cậu ta về. Nhưng thật lòng, Quỳnh Hữu không muốn rời chúng ta trong lúc này. Phải cương quyết anh à. Không chỉ có Hữu, mà tất cả những người thân của chúng ta, ông bà Tám, mẹ con bé Hiền, và cả anh trai của em nữa. Anh Vinh à, anh phải nghĩ cách gì để cho chúng ta đừng làm liên lụy tới họ. Anh hiểu. Anh sẽ làm tất cả mọi chuyện để không liên lụy đến mọi người, Quỳnh Hữu và cả bé Hiền nữa. Nhắc tới bé Hiền, tự nhiên em thấy nhớ nó quá. Không biết bé Hiền bây giờ như thế nào hả anh? Ellie à, em có biết tại sao anh lại đồng cảm với bé Hiền như vậy không? Vì ba của anh cũng là người nghiện ma túy. Khi lên cơn, họ giành giật từng tép heroin mà không màng đến ai. Rồi đến một ngày, Ủa hả? Đây.
mày. Ba của anh chết vì sốc thuốc, còn mẹ của anh thì chết trong tù vì dính vào đường dây buôn bán ma túy. Tụi anh thật trẻ mồ côi. Cho nên anh mới căm thù ma túy và căm thù những người buôn bán chúng. Anh muốn tự tay mình khử hết bọn chúng. Chuyện đã qua rồi, hãy để nó ngủ yên đi anh. Rồi rốt cuộc chúng sẽ phải trả giá thôi. Rồi thời gian sẽ chữa lành vết thương cho anh. À, còn việc này em muốn nói với anh. Có chuyện gì em nói đi. Anh hãy giao chiếc vali cho cảnh sát đi. Mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu. Khi giao chiếc vali cho họ, chuyện đó thì không khó. Nhưng mà những việc anh đã gây ra trong quá khứ, trước sau gì anh cũng bị bắt giam thôi. Không, chúng ta chỉ giao chiếc vali chứ đâu có giao nộp anh đâu. Rồi sau đó chúng ta sẽ tìm một nơi thật xa, không ai biết chúng ta hết, và chúng ta sẽ có cuộc sống mới. Khi nào có cơ hội, chúng ta sẽ đón mẹ con bé Hiền tới ở với chúng ta. Em ngây thơ quá. Mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu. Nếu như anh cảm thấy chuyện đó vẫn chưa hợp lý thì vẫn còn cách khác. Mình sẽ lập công chuộc tội.